Hiện tại là đã base đang bị thiếu oxy trầm trọng. Kia phải đi tìm mọi cách để lấy tạo. Đây có mặt bẫy này. Đang có tạo đây. Mừng quá. Xây cái thang lên luôn. Xây cái thang lên. Để mà đào hết cái tạo này ra. Đào xây này từ từ đào. Đào ra sẽ bị mất một nửa nên để cho nó từ từ hết. Cũng may là vừa kịp phát hiện ra thôi, chết cả lũ rồi. Bỏ tạo qua. Chỗ này chưa có điện. Sao gì thì điện chưa có ta. Rồi giờ tiếp tục mình sẽ sau khi sửa này lại thì mình xây vài chậu cây. Chậu cây. Và rồi bắt đầu mình sẽ điện phân phía bên này. Làm một cái điện phân nhỏ nhỏ trước. Tại vì hiện tại là oxy đang rất là thiếu mà cũng sắp hết tạo rồi. Phải làm liền rồi thôi, trễ. Trễ tụi nó chết ngắt lắm. Xây đơn giản, xây kiểu mô hình đơn giản. Không biết cái mô hình điện phân của mình này có hoạt động được không biết. Hơi nghi ngờ. Mình sẽ xây bằng cách khác chứ không phải xây cách bình thường nữa. Sẽ là khí hydro. Còn cái đầu này là khí oxy. Oxy sẽ thả qua này. Và thả ra đi. Còn cái bên này, cái này sẽ đầu ra của nó sẽ là khí oxy. Oxy thì mình sẽ xây qua bên này. À sao xây thì sẽ vào đây luôn. Để xem thì mới hoạt động được. Rồi trước tiên mình sẽ nối một sợi dây điện trước. Cái này mình sẽ xây khí ra đường. Khí ra đường này là khí oxy. Tức là trong này phải là khí oxy. Khí oxy. Ok. Đây thì trong này phải là khí oxy đúng không?
oxy thì còn là khí hydro thì lại ra ngoài. Khí hydro sẽ vào máy phát điện. Tiếp theo cái bên này, bên này khí hydro thì mình sẽ phải chờ khí hydro lên ạ. Thì mình sẽ đổi dây vào, mình sẽ làm tiếp là được. Ở đây có một chút lỗi ấy, là mình sẽ phải xây từ bên này qua này, tại vì nếu nó bơm 1 kg mà trong đường ống thì sẽ có 1 gram rồi, thì sẽ nó sẽ lại là thành lỗi nữa nữa lắm. 1 gram còn lại thì đây, nó cũng sẽ được bơm vào đường ống và tránh gây ra tình trạng là bị dư khí. Bởi vậy mình sẽ chỉnh cái này lại là 99. Rồi ở đây là mình sẽ chỉnh 990 gram là đúng. Sẽ cho cái đặt vào cho này vào. Bên này có dụng hydro chứ. Sẽ cần khí hydro vào đây nên mình sẽ phải bơm oxy vào đây, xây một đường ống nữa. Xây đường ống và xây cho khí oxy đi thẳng vào trong chỗ của mình. Ống này à, rồi được rồi. Ông này mình cố ý xấy như vậy để cho nó làm mát cái chỗ này trước khi vào chỗ của mình. Xây dựng 9x9. Đây là sẽ cái mô hình điện phân ngỡ ngẩn của mình. Lúc nào oxy ở đây mà quá áp suất lên thì nó sẽ chuyển qua bên này. Hồi nãy là do mình chưa chỉnh hai cái van này nên nó bị lỗi thì khí, giờ chắc là được rồi. Hy vọng là như vậy được đó. Giờ là có thêm cái trường hợp là khí ở đây nó dư thì mình sẽ phải bơm vào máy thùng này, và máy thùng này sẽ lại đi ra từ việc vào đây. Đây như vậy. Về con cái đường ống nước này, nó sẽ xảy ra một cái tình trạng là sau này á là nó sẽ bị đầy, tại vì nước bẩn dư ra dư thì nó luôn luôn là sẽ nhiều hơn là cái nước mà đọng lại, nên mình sẽ xây cái ống này. Ở đây mình cắt cái ống này là nó sẽ ưu tiên vào mấy cái máy được trước, và lúc nào dư thì nó sẽ bơm ra chỗ này. Đây là cái đường ống cũ của mình đó. Đó, mình sẽ xây như vậy. Cái mô hình điện phân này chắc chưa có ai từng xây đâu. Hiện tại thì oxy vẫn đủ để dùng. Đó, được sẽ ưu tiên vào chỗ này, ưu tiên vào trong chỗ hệ thống của mình. Dư thì nó chạy ra chỗ này. Dưới này mình sẽ phá được này ra. Và cho toàn bộ nước ở dưới này một ô. Như vậy. Rồi. Chỗ này là chỗ đựng nước dư của mình. Sau này mình cũng dùng để điện phân thôi.
Sau này mình rảnh rồi mình sẽ xây một cái mô hình bình thường lại. Trước tiên mình sẽ tìm cách để sinh tồn trước đã, tại vì cũng chỗ này hơi thiếu tài nguyên á. À, mục tiêu tiếp theo của mình nữa là sẽ đi khai thác mấy cái cây này. Và có thể mình sẽ dùng con pip duy nhất trong của mình đây con này để mà trồng cây tự nhiên, có thể là sẽ trồng ở khu vực này, cũng thực sự chưa biết luôn. Tính chế thì mình khả năng mình sẽ có sắt nhưng mà phân bón thì mình lại không có, à vôi thì mình có, không biết sao đây. À, mục tiêu tiếp theo của mình á là sẽ xây trên này, xây 4 ô, xây gạt trên này. Xây gạt đào cái này lên. Dọn được chỗ này. Ở đây mình có một cái mặt này, khí ra tự nhiên nhưng mà bị cắt để khai thác. Hiện tại mình chưa có thép, vàng vàng thô cũng có luôn. Chị tao thì mình đang có ý định là làm một cái nông trại để mà nuôi nuôi mấy con hát để có vôi trước, chưa biết sao đấy. À, để khỏi phải công chạy cái ba cái máy máy điện thì mình sẽ xây bên này cái máy điện than. Ở dưới này có cái để phá CO2 ra nên mình cũng quan trọng mấy chuyện khác. À, để mình sẽ chọn là quặng tiêu dùng than đá và điện sẽ được dùng cho toàn hệ thống của mình. Dây điện này vào đây luôn, tạo cái này dọn dẹp hết. Để còn một con hát, toàn bộ hát mình đội mình cho nằm xuống dưới này hết ra. À, chắc là phần này mình dừng lại, phần tiếp theo mình sẽ cho vào cái máy này và qua hành tinh này. Hành tinh này thì có gì không biết, mình phải qua rồi mới biết. Rồi mình sẽ khai thác tăng lên bên kia và chuyển qua bên này. Nếu hiện tại là rất mất thời gian để mà khai thác hết mấy cái mặt này.